Liên quan đến vụ sai phạm 32 ha đất ở Phước Kiển, Nhà Bè, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định khởi tố thêm 4 bị can, gồm ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Thông, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, ông Huỳnh Phước Long, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, văn phòng Thành ủy, ông Phan Thanh Tân, cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Ông Cang bị xác định sai phạm trong vụ việc chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận 100% vốn thuộc văn phòng Thành ủy, bán 320.000 m2 đất ở Phước Kiển, Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 419 tỷ đồng, tức là vào 1,29 triệu đồng một m2, trong khi giá trị thực tế theo thị trường là hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án này đã có kết luận điều tra bổ sung và sẽ sớm đưa ra xét xử trong thời gian tới. Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 Bộ Công an, đơn vị này đang tập trung điều tra, củng cố tài liệu, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc mua thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cùng một số bệnh viện và các đơn vị liên quan khác. C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thưa quý vị, đêm qua 21 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ một người Lào vận chuyển 38.000 viên ma túy vào Việt Nam. Tại trục đường 16A ở cửa khẩu Phụ Trang, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, đi Bản Mày, huyện Sepone, tỉnh Savanakhet của Lào, cách mốc quốc giới 579 về phía Việt Nam hơn 20 mét. Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Seng Feng Say, 38 tuổi, trú ở Bản Sọp, huyện Sepang Phai, tỉnh Khamo Ane của Lào, vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp, hiệu VKI từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Seng Feng Say khai nhận mua ma túy tại Lào rồi vượt biên trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau khi có thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại, nhiều người dân thủ đô đã tất bật dọn dẹp hàng quán xuyên đêm để đón khách. Ngày 21 tháng 6, Hà Nội có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, kể từ 0 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà, đảm bảo khoảng cách, có tầm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về. Theo ghi nhận, vào tối 21 tháng 6, nhiều hàng quán, cửa hàng cắt tóc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bật điện xuyên đêm, tất bật dọn dẹp để đón khách trở lại từ sáng nay, 22 tháng 6. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các hàng mở cửa bán trở lại đều thực hiện nghiêm quy định như khử khuẩn, vách ngăn giãn cách. Tuy nhiên, do quyết định nới lỏng một số dịch vụ ở Hà Nội ban hành vào tối muộn ngày 21 tháng 6, nên sáng nay, nhiều quán ăn vẫn chưa kịp chuẩn bị nên vẫn đóng cửa. Theo quyết định mới nhất, các cửa hàng phục vụ ăn uống tại chỗ phải đảm bảo giãn cách, không ngồi quá 20 người và phải đóng cửa trước 21 giờ. Quán bia hơi, rượu chỉ được phép bán mang về. Chị và các bạn, bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Vì dịch bệnh COVID-19 mà lớp học này trở thành nơi cách ly. 4 lần dịch COVID xảy ra trên địa bàn là từng ấy lần phóng viên trẻ Minh Quang có mặt tại những điểm nóng nơi tâm dịch. Đã xác định làm phóng viên trên một cái tuyến đầu chống dịch thì chúng ta phải dấn thân, phải gạt qua những cái suy nghĩ lo lắng đấy để mình làm sao mà có thể được mang đến những hình ảnh, những cái thông tin mà mọi người đang rất cần. Lăn xả vào những điểm nóng, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm COVID-19 suốt hơn một tháng qua, 9 phóng viên đội phản ứng nhanh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang luôn trực chiến từng phút để có được những bản tin nóng hổi nhất, kịp thời nhất. Và chúng tôi làm việc bất kể ngày đêm, gọi là lên đường bất cứ lúc nào
để hoàn thành cái công việc. Tất cả các cái thành viên trong tổ thì cũng đã đảm bảo kịp thời đưa những cái thông tin đến với khán giả một cách nhanh nhất và đảm bảo chính xác nhất. Nhận nhiệm vụ đến vùng tâm dịch hay sống tại tâm dịch, có tiếp xúc với những bệnh nhân nghi ngờ dương tính. Các phóng viên đội phản ứng nhanh được Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang bố trí khu cách ly đặc biệt, vừa làm nơi sản xuất tin bài, vừa là nơi nghỉ ngơi. Đó là những ngày tháng không chỉ sẵn sàng chấp nhận đối mặt với nguy hiểm của loại dịch bệnh mới COVID-19, mà còn sẵn sàng cách ly với gia đình để lao vào điểm nóng, vào tâm dịch. Trong cái giây phút mà khi được về với gia đình ấy, mà khi được liên hệ với gia đình ấy, thì chúng tôi cũng nhận thức là phải đảm bảo làm sao mà giữ an toàn nhất cho người thân. Nhà báo có lệnh là đi. Những bữa cơm vội vàng, những đêm dài cùng con chữ, sẵn sàng xa gia đình cả tháng, phải thu xếp gửi con cái về nội ngoại, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Những phóng viên tuyến đầu đã có những ngày tháng cùng chống dịch căng thẳng, nhưng không có ai lùi bước. Từ tháng 4 năm ngoái, Hà Nam và Hải Phòng là hai địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành chi trả gói an sinh xã hội đối với nhóm người có công, nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nhóm hoàn thành việc chi trả sớm nhất với kinh phí hơn 11.700 tỷ đồng do có danh sách, hệ thống dữ liệu đối soát. Tôi là đối tượng thương binh và chất độc hóa học, nhận tiền của nhà nước từ trung ương cho đến địa phương. Tôi rất là cảm ơn vì là những cái tiền này để tôi đưa vào để chữa bệnh và điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả gói hỗ trợ nảy sinh nhiều khó khăn, nhất là với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp. Những cái người lao động tự do, những người lao động phi chính thức là những cái nhóm bị ảnh hưởng nặng nề, và đấy là một trong những lý do mà tại sao trong cái gói hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ thì lại có xuất hiện cái nhóm này. Đại dịch Covid này cũng là cái thời điểm mà chúng ta cần phải nhìn lại để có thể trong tương lai điều chỉnh, và đặc biệt là chúng ta sẽ phải điều chỉnh từ những cái nhóm khó khăn nhất như thế này. Đó là làm thế nào để những cái việc làm của họ phải được chính thức hóa, phải được bảo vệ bởi các cái chính sách, cũng như là bảo vệ bởi cái hệ thống cái sàn an sinh. Cái nhóm người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở tại các doanh nghiệp phải tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương cũng đã gặp những cái khó khăn trong quá trình xét duyệt khi hồ sơ doanh nghiệp gửi về, bởi vì nó có cái điều kiện, tức là nếu doanh nghiệp đó mà vẫn còn doanh thu đấy, trong cái báo cáo tài chính của họ vẫn còn doanh thu và vẫn còn nguồn để trả lương cho người lao động thì doanh nghiệp đó, những cái người lao động ở trong doanh nghiệp đó sẽ không được hỗ trợ. Thì đây là những cái tiêu chí điều kiện quy định như vậy. Thế cho nên là cũng rất là khó. Trong các nhóm được hỗ trợ, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động đạt thấp nhất so với dự kiến ban đầu. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 245 người sử dụng lao động vay 40 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trong khi cho vay tái cấp vốn dự kiến ban đầu lên tới 16.200 tỷ đồng. Các cái gói hỗ trợ nó cần phải trên một cái nguyên tắc, và nó phải có một cái nguyên tắc chung trước khi mà mình đề xuất, thì ví dụ như nó phải bao phủ được hết tất cả những cái đối tượng khó khăn. Thứ hai là nó cũng phải kịp thời. Chúng ta khi đề xuất vào các quá nhiều các cái thủ tục hoặc là gắn kết các cái điều kiện dàn với nhau thì nó sẽ khó là cho người đối tượng thụ hưởng rất tiếp cận. Và cái thứ ba là cái việc mà tổ chức thực hiện thì giao đúng người, đúng cái nhiệm vụ, đúng cái trách nhiệm trong cái việc xác định từng cái gói đối tượng, và cái việc mà phân cấp cho cái địa phương trong cái việc là họ phải xác định những cái đối tượng mà ưu tiên và cần hỗ trợ.
Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu đề xuất chính phủ xem xét tiếp tục có chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Các chính sách hỗ trợ sẽ theo hướng phù hợp với các đối tượng cụ thể, ưu tiên những địa phương còn khó khăn, những nhóm yếu thế chưa được bao phủ bởi các lưới an sinh xã hội.